Hello, xin chào các bạn đến với kênh Linh Miên Tarot. Như tuần trước mình đã có thông báo ở trong một chiếc video giữa tuần, mình sẽ đặt link của cái video đó ở đâu đó quanh đây. Thì mình đã có thông báo là tuần này mình sẽ không có trải bài, chọn tụ bài và clip giữa tuần, mà mình sẽ giải thích về mối quan hệ Twin Flames. Và nếu mà có thời gian sau khi nói về mối quan hệ Twin Flames xong thì mình sẽ giải thích thêm về thủy tinh nghịch hành, hay còn gọi là sao thủy nghịch hành, cho các bạn. Thì lý do mà mình làm những cái video clip như vậy á, thì như một chiếc clip giải thích về các mối quan hệ soulmate mình đã từng chia sẻ trước đây, mình sẽ đặt cái video đó ở cuối clip ha, ở cuối cái clip này. Thì để mà các bạn hiểu được về những cái mối quan hệ mình đang có, những cái tương tác mình đang có với thế giới xung quanh, với mọi người xung quanh. Và đặc biệt Twin Flame là một mối quan hệ nó vô cùng đặc biệt, nhưng mà chúng ta lại không hiểu rõ. Và khi chúng ta không hiểu rõ thì mình lại vô tình mặc định một số mối quan hệ là Twin Flame. Sau đó mình thần thánh hóa cái mối quan hệ đó lên, hay là mình làm cho cái mối quan hệ đó trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cho mình mãi bị dây dứt, rây rứt ở trong cái mối quan hệ như vậy. Thì cái việc đó nó sẽ khó để cho các bạn giải phóng được nguồn năng lượng của bản thân, cũng như là phát triển về mặt tinh thần và nhận thức của mình tốt hơn. Cho nên mình nghĩ là những cái chủ đề giải nghĩa các mối quan hệ soulmate, giải nghĩa mối quan hệ twin flame, hoặc là giải nghĩa những cái cụm từ phổ biến như là thủy tinh nghịch hành, sao thủy nghịch hành, nó rất quan trọng cho những bạn mà có hứng thú xem tarot. Không chỉ là những bạn xem để biết về câu chuyện của mình, để giải tỏa những cái suy nghĩ của mình đang có, mà những bạn nào mà đam mê huyền học và có hứng thú nghiên cứu, tự nghiên cứu học, tự tìm tòi và học hỏi về tarot á, thì mình nghĩ là những chủ đề này, mặc dù là ít view thật, những chủ đề này của mình làm rất là ít view, nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn cần phải làm để cho các bạn có cái đam mê giống mình thì mình có thể chia sẻ với nhau. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái nội dung giới thiệu về Twin Flames ha. Thì mối quan hệ Twin Flames, ngay từ cái tên các bạn đã thấy, Twins có nghĩa là đôi, là cặp đôi, còn Flames nghĩa là ngọn lửa. Thì cái mối quan hệ Twin Flames này á, nó được diễn giải giống như là hai ngọn lửa, hai tâm hồn được hòa quyện, hòa hợp với nhau, và hai bản thể hợp lại là một. Người này là một nửa của người kia. Hiện tại bây giờ ba con nhà mình nó đang đua xe, tổ chức đua xe với bạn, cho nên mà lỡ mấy bạn thấy lâu lâu bàn nó bị giật, bị rung, hay là nghe những cái tiếng chạy xào 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 ở đây đó thì mấy bạn thông cảm nha. Tại vì tụi nó tổ chức đua xe bất chấp giờ giấc rồi, mà mình cũng chỉ có giờ buổi trưa để tranh thủ thôi, vì một lát nữa mình có 2-3 cuộc họp buổi chiều liên tiếp lận. Rồi bây giờ mình nói tiếp ha, là cái mối quan hệ Twin Flame á, nó giống như là hai bản thể hòa quyện lại là một, và người này là một nửa của người kia. Chính vì vậy nên nó thể hiện cái sự là không thể thiếu nhau ở trong cái tương quan giữa hai người. Cho nên khi mà nếu như mà bạn có cái mối quan hệ Twin Flames, mà bạn khi mà bạn gặp được cái người mà quan hệ Twin Flames với mình đó, bạn sẽ cảm thấy mình giống như là được fulfill, được đầy đủ, được hoàn thiện. Còn nếu khi mà bạn chưa gặp được người đó thì mãi mãi bạn sẽ có một cái cảm giác giống như là có một cái gì đó nó chưa đủ, có một cái gì đó mà nó mới chỉ là 8 điểm, 9 điểm, chứ nó chưa thể là 10 điểm được. Tại vì chỉ có thể là 10 điểm khi đúng cái người Twin Flames đó, mình ở trong một mối quan hệ đúng với Twin Flames đó. Và một điểm đặc biệt thứ hai á, đó chính là nếu như các mối quan hệ soulmate khác thì nó tồn tại ở dưới mọi dạng quan hệ, như là thầy cô, bạn bè, gia đình, người thân, hàng xóm, vợ chồng, anh em, chú bác, nói chung là nó tồn tại dưới mọi dạng quan hệ, thì cái mối quan hệ Twin Flames nó chỉ tồn tại duy nhất ở dưới dạng quan hệ là tình yêu thôi. Thì tình yêu ở đây là tình cảm giữa nam nữ, hoặc là tình cảm giữa những người đồng giới với nhau, thì mình đều gọi chung là tình yêu, tình cảm đôi lứa, gọi là tình cảm đôi lứa đi cho nó dễ hiểu. Thì mối quan hệ Twin Flames đặc biệt nó chỉ có trong ở tình cảm đôi lứa mà thôi, nó sẽ không có ở bất kỳ những cái phương diện mối quan hệ khác. Rồi
Cái điều thứ ba đó chính là không phải ai cũng có người twin flame với mình. Có nghĩa là có một số người họ sẽ có người twin flame nhưng một số người họ không có. Và cái tỷ lệ mà một người mà có được một twin flame với mình nó rất là ít, nó rất là hiếm. Bởi vì cái mối quan hệ twin flame là một mối quan hệ cực kỳ đặc thù. Nó tồn tại qua nhiều kiếp với nhau. Hai người đó là hai cái linh hồn, hai cái bản thể luân hồi chuyển kiếp. Và hai cái bản thể đó nó hòa quyện, nó dính với nhau và nó luân hồi, nó chuyển kiếp. Do đó cái sự kết nối của một cặp twin flame đó, nó rất là mạnh mẽ. Tại vì hai người đã có sự kết nối từ trước đó, từ rất là nhiều kiếp sống với nhau rồi. Do đó cái mối quan hệ này cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ. Không phải ai cũng có mối quan hệ twin flame đó. Và thêm nữa là hồi nãy mình có nhắc đến chuyện chuyển kiếp luân hồi á, thì không phải ở kiếp sống nào mình cũng có thể gặp được cái người twin flame của mình. Tại vì cái việc luân hồi chuyển kiếp của hai cái linh hồn á, nó không có diễn ra giống nhau mà nó có thể khác nhau, có thể là phải trải qua một thời gian rất là dài thì mới có một cái kiếp sống mà hai cái linh hồn twin flame đó được có thể gặp nhau và được gặp nhau trong một cái điều kiện gọi là hợp lý, hợp tình, chính đáng để mà nảy sinh tình cảm với nhau. Mình ví dụ đi ha, hai cái linh hồn twin flame đó. Cái này á, nếu mà bạn nào xem cái phim mà Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly á, thì mấy bạn sẽ hiểu được rất rõ ràng cái tình huống đó. Thì là trong cái bộ phim đó thì cái cô nữ chính á, cô chuyển kiếp rất là nhiều lần. Lần nào cô cũng chuyển kiếp với một cái ngoại hình, một cái gương mặt đó. Nhưng mà không phải là lần nào chuyển kiếp cô cũng có được cái nhận dạng của người bạn gái của Hồ Ly. Nghĩa là Hồ Ly trao cho người bạn, trước khi mà người bạn gái ở kiếp sống đầu tiên mà hai người gặp nhau á, trước khi mà cái người bạn gái đó chết đi á, thì Hồ Ly đã trao cho một cái nhận dạng là một cái trân châu, một cái cục gì đó ngậm vào trong họng ở trong người. Thì nếu như mà cổ chuyển kiếp á, thì cổ sẽ mang theo cái cục đó và với cái hình hài của kiếp này để nhận ra nhau, đó là dấu hiệu nhận ra nhau. Nhưng mà cuối cùng thì cổ phải trải qua vô cùng nhiều kiếp thì mới đến có một cái kiếp mà cổ vừa mang đúng cái hình hài đó và cổ vừa mang đúng cái cục xí muội trân châu hồ ly đó ở trong người đó. Thì đó là một cái ví dụ nó hơi ma mị một chút thôi, nhưng mà để giải thích rõ nghĩa hơn thì đại loại là bình thường á, khi mà mình luân hồi, mình chuyển kiếp thì chưa chắc mình đã luân hồi chuyển kiếp với đúng cái ngoại hình mà mình đã có khi mà ở cái kiếp mà mình gặp người twin flame. Rồi cái hành trình luân hồi chuyển kiếp của mỗi người cũng khác nhau. Có thể là hai người không thể gặp nhau được vì ở trong cái kiếp sống luân hồi tiếp theo hai người ở khác xa địa lý, một người ở Mỹ, một người Bắc Cực, không thể gặp nhau được. Hoặc là khác xa về mặt tuổi tác, một người mà sống đến 90 mấy tuổi rồi thì cái người twin flame của mình mới bắt đầu được đầu thai thành một đứa nhỏ. Tức nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều sự cản trở cái mối quan hệ twin flame ấy, vì cái kết nối của hai nữa đó nó hòa quyện với nhau rất là mạnh mẽ. Do đó vũ trụ luôn luôn thử thách mối quan hệ twin flame bằng rất là nhiều khó khăn từ cái việc mà họ rất là khó để có thể gặp nhau ở trong một kiếp sống. Rồi kể cả khi họ gặp nhau rồi á, thì cái mối quan hệ của họ cũng không thể phát triển một cách êm đẹp được, mà nó đầy rẫy những cái khó khăn và những cái biến cố trong mối quan hệ đó. Thì nói đến đây thì chắc là rất là nhiều bạn sẽ bắt đầu dán mác twin flame là một mối quan hệ tiêu cực trong chuyện tình cảm, đúng không? Nhưng mà tiêu cực hay tích cực thì đó là tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người thì thôi. Bởi vì nó thật sự là nó khó, nhưng khi mà vượt qua hết được những cái khó khăn và đến một cái kiếp sống nào đó mà hai cái linh hồn twin flame thực sự có thể đến được với nhau á, thì nó sẽ là một cái hạnh phúc cực kỳ trọn vẹn, một cái hạnh phúc mà tất cả những người khác đều không biết được, đều không cảm nhận được. Tại vì chỉ có những người twin flame đó họ mới có và họ cảm nhận được thôi. Chúng ta không có, chúng ta không cảm nhận thì chúng ta cũng không hiểu được. Rồi,
Thì tiếp theo, điểm tiếp theo đó là một mối quan hệ twin flame. Ví dụ như trong kiếp này mình gặp được người twin flame của mình đi, và mình ở trong một mối quan hệ với người đó, thì như mình đã nói là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để mà hai người không thể đến được với nhau. Thì kể cả là trong cái kiếp này, khi mà hai người quen nhau, sau đó hai người chia tay, thì kể cả khi hai người chia tay về mặt physical, về mặt thể xác rồi, nhưng mà chắc chắn cái linh hồn, cái tâm hồn của hai người vẫn còn kết nối với nhau, và sẽ không bao giờ có thể từ bỏ được cái kết nối linh hồn với người twin flame của mình. Sẽ không bao giờ có thể từ bỏ được kết nối linh hồn đó. Và thật sự đây là một mối quan hệ tâm linh rất là mạnh. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đó chính là việc là hai người kết nối trên phương diện thể xác lẫn tâm hồn. Do đó mỗi người là một nửa của người kia, và khi kết hợp lại với nhau thì họ sẽ trở thành một cái tâm hồn đồng điệu, thống nhất, hài hòa. Và cái tâm hồn đó cực kỳ mạnh mẽ ha. Thì cái mối quan hệ twin flame á, nếu mà bạn chưa gặp thì thôi, bạn sẽ luôn cảm thấy rất mơ hồ. Còn nếu như mà bạn đã gặp cái người twin flame của mình rồi, thì bạn sẽ cảm thấy nó giống như là một, đầu tiên nó sẽ như một mối quan hệ soulmate, nghĩa là lần đầu tiên gặp nhưng mà mình lại cảm thấy rất là thân thuộc, rất là quen thuộc với cái người đó, cảm thấy rất là kết nối, cảm thấy mọi phương diện của mình đều kết nối với những người đó. Thậm chí kể cả khi quen rồi và sau đó mình chia tay, thì bạn vẫn có thể cảm nhận được cái người đó, cảm nhận ở mặt vật lý, giống như là người đó mà không có ở gần bạn, nếu như người đó ở xa, người đó đang gặp chuyện nguy hiểm, người đó cảm thấy buồn chồn lo lắng, thì bạn cũng tự dưng trong người bạn tự dưng lại có cái cảm giác buồn chồn lo lắng như vậy. Hoặc là người đó bị ốm, bị đau, các bạn có nghe thấy tiếng nổ xe máy không? Nếu mà nghe thấy to quá thì cũng thông cảm giúp mình nha, tại vì gần tới ngày 1 tháng 10 rồi, cả xóm đua nhau lôi xe ra đền rồi. Chẳng hạn như cái người đó mà ở xa, người đó bị ốm, bị đau cái gì đó, người đó bị đau đầu, bị thương gì đó ở trên đầu đi, thì bạn cũng tự dưng hôm đó bạn cũng cảm thấy bị đau đầu. Hoặc là người đó bị ốm thì tự dưng hôm đó bạn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, mặc dù là bạn không có hoạt động gì nặng nề, nặng nhọc hơn ngày bình thường hết. Đại loại là bạn cảm nhận được cả những cái cảm xúc của họ nữa, nghĩa là cho dù bạn không nói chuyện với họ nhưng mà bạn cũng cảm nhận được hôm nay người đó buồn, vui, giận hờn ra như thế nào. Tức nghĩa cái kết nối về mặt tâm linh của hai người rất là mạnh, đặc biệt là khi mà hai người gặp được nhau, là cái kết nối đó nó càng lúc nó càng mạnh mẽ và nó càng rõ nét hơn. Nghe thì nó rất là tâm linh đúng không, nghe thì nó như bởi vậy mình mới nói những chủ đề này nó sẽ không hợp với những bạn nào mà không tin và những câu chuyện tâm linh như vậy, tại vì nghe nó phi lý, nghe nó không giải thích được bằng vật lý hoặc là bằng khoa học. Rồi ngoài cái sự kết nối về mặt vật lý, thì về mặt thể xác, thì các bạn còn kết nối với nhau về mặt tâm linh rõ nét nhất là thông qua những cái giấc mơ. Như là các bạn thường xuyên mơ thấy nhau, mơ về nhau, hoặc là bạn mơ thấy những cái cảnh tượng nào đó mà rõ ràng đó không phải là cảnh tượng của cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn không hề có những cảnh tượng đó, nhưng mà thật ra cảnh tượng đó là của cái người twin flame, là những gì người twin flame đã hoặc đang hoặc là sắp trải qua, và bạn kết nối với họ đến mức là bạn có thể mơ thấy những cái chuyện đó. Rồi ngược lại cũng như vậy, họ cũng thể mơ thấy bạn. Thì đó là cái kết nối của quan hệ twin flame đó cực kỳ mạnh mẽ. Rồi thì tiếp theo, mối quan hệ twin flame á, thì trong một mối quan hệ thì đương nhiên là luôn luôn có nửa này và nửa kia đúng không? Thì mình sẽ gọi đó là hai cái luồng khí, hay còn gọi là hai cái linh hồn. Gọi là luồng khí đi. Linh hồn nghe nó ma mị quá. Thì nó sẽ luôn có một luồng khí gọi là luồng khí đuổi và luồng khí chạy. Tại vì trong một mối quan hệ twin flame á, rất là hiếm có trường hợp mà cả hai linh hồn, cả hai người đó thức tỉnh cùng một lúc, mà sẽ có một người có cái khả năng trực giác, có cái khả năng tâm linh mạnh hơn, thì người đó sẽ thức tỉnh trước. Thì cái người thức tỉnh trước thì sẽ bị kết nối và bị thu hút về cái phía người còn lại nhiều hơn. Và vì cái phía người còn lại chưa thức tỉnh, hoặc là bằng một vì một lý do nào đó mà họ từ chối thức tỉnh, thì họ sẽ trở thành một cái người
sợ hãi cái sự kết nối quá chặt chẽ ở trong một mối quan hệ như vậy, và họ sẽ hay có xu hướng là thoát đi, rời đi, rồi thì bỏ đi. Thì đâm ra nó sẽ luôn có một cái tình huống đó là sẽ có một người đuổi theo một mình, người kia thì chạy đi như Tom và Cherry vậy đó. Rồi thì mình sẽ gọi cái người, cái luồng khí mà luồng khí đuổi theo là luồng khí nữ, còn cái luồng khí chạy đi là luồng khí nam. Tại vì cái đặc trưng giới tính thì người nữ luôn có cái đặc trưng về tâm linh mạnh hơn, và thường là cái người mà thức tỉnh sớm hơn. Mình không nói về giới tính trong mối quan hệ nha, tại vì ngay từ đầu mình đã nói là mối quan hệ có thể là mối quan hệ của nam nữ và cũng có thể là mối quan hệ đồng giới. Mình không có phân biệt cái giới tính ở đây, mà cái ở đây mình phân biệt đó chính là cái người mà mang cái đặc tính của nữ về cái sự tâm linh và trực giác mạnh mẽ hơn á, sẽ là người thức tỉnh sớm hơn, do đó mình gọi đó là luồng khí nữ. Còn cái người mà cứng đầu hơn, suy nghĩ một cách lý trí hơn và từ chối sự thức tỉnh về tâm linh thì mình gọi là luồng khí nam. Thì trong cái mối quan hệ twin flame á, luồng khí nữ luôn là cái người phải đuổi theo luồng khí nam, tại vì họ như lúc nãy mình nói là họ được thức tỉnh trước và họ nhận thức ra được cái mối quan hệ này trước, và họ bị thu hút một cách đặc biệt đối với lại cái người có luồng khí nam này. Và còn người có luồng khí nam á, thì thường là họ sẽ thức tỉnh muộn hơn rất là nhiều, và hoặc là họ từ chối thức tỉnh, nghĩa là họ luồng khí nam họ sẽ mang những cái đặc trưng của người nam như là sự tự do, phóng khoáng, mạnh mẽ, đam mê tự do đến mức không thích bị ràng buộc, không thích bị cưỡng ép, và họ sẽ cảm thấy là cái gì mà họ không hiểu thì họ sẽ cảm thấy sợ hãi và họ sẽ từ chối một cái sự kết nối quá mạnh mẽ. Tại vì sao? Tại vì khi mà hai người twin flame đến với nhau á, thì họ luôn luôn vô tình khơi dậy những cái vết thương lòng của đối phương. Ví dụ như là khi mà hai người yêu nhau đi, thì bạn nam có một cái vết thương lòng là bị phản bội, và bạn nữ thì có vết thương lòng là bị bỏ rơi đó. Thì cái bạn nam và bạn nữ khi mà quen nhau và tương tác với nhau á, cho dù hai người có là người tử tế hay không tử tế thì cũng vô tình khơi dậy những cái vết thương lòng đó. Là khi bạn nam quen những người nữ khác thì bạn nam chưa chắc đã bị khơi dậy cái vết thương lòng một cách mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ khi mà quen với cái người bạn nữ này á, thì cái những cái vết thương đó hoặc là những cái ám ảnh từ tuổi thơ, nghĩa là nhiều khi là bạn nam chưa trải qua nhưng mà bạn đã chứng kiến một câu chuyện gì đó trong tuổi thơ chẳng hạn, thì khi quen bạn nữ, những cái sự ám ảnh và những cái nỗi đau đó nó bị khơi dậy một cách mạnh mẽ. Còn bạn nữ thì cũng tương tự, khi mà quen bạn nam á, tại vì thường bạn nữ người đuổi theo, ý là luồng nữ và nam, bạn nữ là luồng khí nữ, luồng khí nam nha các bạn, chứ bạn hiểu là như vậy đi đó. Thì luồng khí nữ thường là đuổi theo luồng khí nam, thì cho nên là cái cảm giác về mặt bị bỏ rơi nó càng khơi dậy một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thì đó là cái trường hợp mà gọi là tiêu biểu thường thấy nhất trong twin flame. Sẽ còn có những nhiều trường hợp khác nữa, nhưng mà tại vì mình không có quen biết nhiều cặp twin flame đến vậy để có thể cho các bạn ví dụ cụ thể, nhưng mà thì cái câu chuyện đó là như vậy. Hai cái người đó khi mà quen nhau và tương tác với nhau á, thường rất là vô tình thôi, không phải là cố ý, tại vì họ thật sự là họ có tình cảm với nhau, chỉ là cái cách mà họ thể hiện tình cảm nó không thật sự ăn khớp với nhau, và nó vô tình trigger, dấy lên những cái sự ám ảnh hoặc là những cái vết thương lòng của đối phương. Và ví dụ như là mình quen hai người đó quen những người khác đi, cái vết thương lòng đó maybe là cũng có thể được khuấy lên á, nhưng mà họ tự chủ được, họ kiềm chế được, họ kiểm soát nó được, và họ có cách đè nén nó xuống hoặc là xử lý giải quyết nó. Nhưng mà với cái người twin flame này á, khi mà hai người này đến với nhau á, thì họ sẽ giống như là cái cảm xúc của họ quá lớn và quá trào dâng, và bất kỳ mọi cảm xúc của họ đều trở nên mãnh liệt hơn
những cái mối quan hệ khác, họ vui họ cũng vui hơn rất nhiều, và họ buồn họ cũng buồn hơn rất nhiều, họ lo lắng họ cũng lo lắng một cách tột độ. Do đó họ cảm thấy bị sợ hãi chính những cái cảm xúc đang diễn ra trong người mình khi mà mình quen con người này. Do đó cái việc mà hai người twin flame đến với nhau á, kết hợp với nhau thì rất là khó. Họ sẽ luôn gặp những cái sự cản trở, họ sẽ luôn gặp những cái sự hiểu lầm, họ sẽ luôn những cái vết thương lòng của họ luôn bị kéo ra, bị khơi gợi ra. Do đó là mối hệ twin flame nếu mà hai bạn có gặp được nhau á, thì nó sẽ on off, nó sẽ lên xuống, nó sẽ chia tay rồi quay lại, chia tay và quay lại rất là nhiều lần. Bởi vì mỗi lần mà họ chia tay và họ quay lại lại là một cái vết thương khác, nó cứ trồi lên trồi xuống. Kể cả là bạn có xử lý được vết thương này, thì khi mà quen cái người twin flame thì quay lại với người twin flame thì cái vết thương khác nó lại được dấy lên. Nói chung là vũ trụ thử thách mối quan hệ twin flame rất là lớn. Thì để mà hai người mối quan hệ twin flame có thể đến được với nhau á, thì họ phải hàn gắn được hết tất cả những vết thương và nỗi ám ảnh và những cảm xúc tiêu cực mà họ có trong người, cả hai luôn nha, cả hai đều phải tự hàn gắn được hết, tự hàn gắn, chứ không thể nào người twin flame cũng không thể giúp cho đối phương của mình hàn gắn những cái tổn thương đó được. Những cái tổn thương của bất kỳ một ai, cho dù có là twin flame hay không, chỉ có thể được hàn gắn, chỉ có thể được chữa lành, được healing bởi chính người đó, bởi chính cái ý chí và cái nguyện vọng muốn được chữa lành của người đó, chứ không thể là bằng bất kỳ một ai khác. Những người khác trong cuộc sống như chỉ là một cái động lực thêm vào, hoặc là một cái hình mẫu, một cái đích đến để cho cái người này họ nhắm đến và họ cố gắng hoàn thiện và chữa lành bản thân mình nhiều hơn và nhanh hơn. Không có một ai có thể giúp người khác hoàn thiện và chữa lành bản thân họ nếu như mà họ không muốn được. Thì đối với quan hệ twin flame nó cũng như vậy. Nếu mà họ không thể hàn gắn và chữa lành những cái vết thương của bản thân thì mãi mãi họ không đến được với nhau. Và kể cả là trong cái quá trình mà họ hàn gắn và chữa lành vết thương của bản thân đó, tại vì mỗi người đều có rất là nhiều những cái vết thương lòng, thì khi mà tương tác với nhau, hai người vô tình lôi những cái vết thương lòng đó ra và khiến cho đối phương bị tổn thương, thì cho dù có hàn gắn lại được đó, thì cái mối quan hệ đó nó cũng rất là khó để quay trở lại, tại vì họ đã tổn thương quá nhiều lần thì họ không thể ở bên nhau được nữa. Tại vì cứ hàn gắn cái này xong rồi cứ quay lại thì lại gặp một cái tổn thương khác, rồi kể cả là trong một lúc một khoảng thời gian đang quen nhau đi, thì cái tổn thương đó nó cứ được dấy lên dấy lại, giống như nó bị đay nghiến quá nhiều lần, và cái họ tổn thương quá nhiều, quá nặng đến mức mà họ không muốn quen người này nữa. Mặc dù đối với họ biết là ok, cái người này có thể là cái người mà cho mình những cái cảm giác fulfill nhất, the most nhất, intimate nhất, nhưng mà đổi lại ở bên này cũng là cảm giác đau thương nhất, buồn bã nhất, thì họ không muốn đánh đổi điều đó. Ai cũng có một cái bản năng tự vệ rất là lớn, họ không muốn đánh đổi điều đó, họ không muốn cứ tiếp tục tổn thương như vậy nữa. Cho nên là cuối cùng thường những mối quan hệ twin flame rất hiếm khi mà có thể được gặp nhau, hoặc là đến với nhau đến cuối cùng, mà chỉ có thể là đến với nhau một thời gian và dạy cho nhau những cái bài học, để rồi tách nhau ra thì mỗi người lại tự chữa lành bản thân mình theo một cái hướng riêng. Còn một điểm nữa thì đó chính là một cái mối quan hệ twin flame, khi mà bạn được thức tỉnh một mối quan hệ twin flame thì bạn sẽ rất hay nhìn thấy những con số lặp đi lặp lại, hoặc là những cái thông điệp của vũ trụ gửi đến cho bạn. Ví dụ như là bạn hay gặp những cái con số lặp, gặp số lặp như là 0101, 0202, 1212, 1313, kiểu là hay gặp những cái cặp số lặp như vậy, hoặc là bạn vô tình nhìn thấy những cái sự kiện trùng hợp, giống như là bạn đang đi ở trên đường đi, bạn đang đi ở trên đường, bạn thấy có con nhỏ kia đeo cái ba lô, cái ba lô nó xinh kìa, rồi nhưng mà đến khi bạn lên công ty và bạn hoặc là lên trường đi, bạn thấy một đứa khác nó cũng đeo cái ba lô đó, cái ba lô nó xinh ghê,
nhưng mà một đứa khác, xong rồi bạn về nhà bạn thấy cái đứa ở trọ cùng mình cũng có cái ba lô đó, hoặc là cái con nhỏ hàng xóm nhà đối diện cũng có cái ba lô đó. Có nghĩa là sẽ có những cái hình ảnh nó lặp đi lặp lại một cách ngẫu nhiên mà bạn không ngờ tới, thì đó là cái thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho bạn. Nó có hàm chứa những cái ý nghĩa mà nó liên quan đến cái mối quan hệ twin flame của bạn, hoặc là nó liên quan đến cái người twin flame của bạn. Rồi cuối cùng một lần nữa thì cái mối quan hệ twin flame á, cái mối quan hệ twin flame chỉ có thể do tự chính bạn cảm nhận được, không phải là do bất kỳ một ai mà nói cho bạn biết được. Kể cả là bói bài tarot hay là bói các kiểu, có thể loại bói toán hoặc là xem quẻ này nọ, cũng không ai có thể nói cho bạn biết là bạn có mối quan hệ twin flame hay không, hay là khi nào bạn sẽ gặp, kiếp sống này có gặp hay không, không bao giờ có thể biết được. Bạn chỉ có thể biết được thông qua cái cảm nhận cá nhân của bản thân mình, thông qua cảm nhận cá nhân khi mà bạn gặp cái người đó rồi, thì bạn sẽ tự động cảm thấy một sự kết nối rất là lớn, lớn đến mức mà chính bạn cũng không chịu đổi được cái sự gọi là chất chứa và cái sự ngập tràn của những cái cảm xúc và suy nghĩ trong người mình. Và đặc biệt là mối quan hệ twin flame là mối quan hệ duy nhất mà khiến cho bạn có thể cảm nhận được cả về mặt thể xác lẫn tinh thần trong cái sự tương tác và kết nối giữa hai người. Như lúc nãy mình nói là bạn sẽ cảm nhận được đối phương cả về mặt physical 3D và cả về mặt tinh thần mind 5D. Thì do đó bạn sẽ chỉ là người duy nhất có thể xác định được mối quan hệ mình đang có là twin flame hay không. Và kể cả những người mà tarot reader xem cho bạn á, thì họ cũng, khi mà bạn xác định được mối quan hệ của bạn là twin flame, thì họ xem cho bạn, họ cũng không thể nào mà bốc bài tarot mà họ đọc cái câu chuyện của bạn được, mà họ sẽ cảm nhận thông qua cái luồng khí twin flame mà bạn mang đến. Còn cái việc bốc bài á, thì nó cũng có thể, nhưng mà nó sẽ không có mạnh mẽ bằng. Rồi tại sao mà mình muốn nói đến cái sao thủy nghịch hành trong cái clip này bây giờ là 27 phút rồi, gần 30 phút rồi. Thì tại sao mình muốn nói đến sao thủy nghịch hành ở trong clip này luôn? Tại vì cái mối quan hệ twin flame á, nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ bị kích thích đặc biệt nhiều trong cái giai đoạn mà sao thủy nghịch hành, hay gọi thủy tinh nghịch hành. Nhiều lúc á, và các bạn ở trong mối quan hệ twin flame, sau đó các bạn chia tay và các bạn không gặp nhau nữa, các bạn quyết định là trong kiếp này mình đã chấm dứt cái mối quan hệ với người này rồi. Nhưng mà sẽ có những khoảng thời gian trong năm á, khi mà thủy tinh nghịch hành, bạn sẽ nhớ người này rất là nhiều, bạn giống như là bị quay quắt, bị nhớ họ, và cái kết nối giữa bạn và họ nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đó là tại vì cái sự ảnh hưởng của thủy tinh nghịch hành đối với mọi loại quan hệ, mọi loại cảm xúc. Mà tại vì cái twin flame là cái sự kết nối linh hồn đặc biệt mạnh mẽ nhất, cho nên là cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng một cách mạnh mẽ nhất. Rồi thì sao thủy nghịch hành hay còn gọi là thủy tinh nghịch hành á, thì một năm có khoảng 3 đến 4 lần sao thủy đi quay chậm lại, di chuyển chậm lại, và nó di chuyển chậm đến mức gần như là đứng yên. Do đó khi mà chúng ta đứng ở trên trái đất và trái đất đang quay với một cái quỹ đạo bình thường, với tốc độ bình thường, mà nhìn một cái vật ở xa, thật xa mình đang quay chậm gần như đứng yên, thì vô tình nó bị mình bị một cái gọi là ảnh hưởng về mặt thị giác, visual effect á, nghĩa là mình sẽ cảm thấy giống như là cái sao thủy đó nó đang quay ngược lại vậy á, chứ không phải là nó đang quay theo cái quỹ đạo đúng của nó. Do đó nó có cái tên gọi là nghịch hành, thủy tinh nghịch hành là vậy. Nhưng mà thật ra nó không phải là nó quay ngược lại đâu nha, mà nó vẫn quay đúng cái quỹ đạo của nó, chẳng qua là nó quay quá chậm và chúng ta thì ở tốc độ quá nhanh hơn nó, cho nên chúng ta có cái cảm giác là nó đang đi ngược lại như vậy. Rồi thì thủy tinh á, là một trong những cái hành tinh có cái tần suất nghịch hành, nghĩa là tần suất đi chậm á, nhiều nhất trong một năm. Ngoài thủy tinh ra thì cũng có mộc tinh cũng nghịch hành,
Diêm Vương Tinh cũng nghịch hành, nhưng mà Thủy Tinh là cái hành tinh mà nghịch hành nhiều nhất trong một năm. Trong một năm thường sẽ có 3 lần Thủy Tinh nghịch hành. Trong năm nay 2021 thì chúng ta đang ở cái giai đoạn Thủy Tinh nghịch hành cuối cùng. Cái giai đoạn đầu tiên là từ ngày 30 tháng 1 đến 20 tháng 2. Giai đoạn thứ hai là từ 31 tháng 5 đến 21 tháng 6. Và giai đoạn cuối cùng là từ ngày 28 tháng 9 cho đến ngày 18 tháng 10. Thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn Thủy Tinh nghịch hành cuối cùng của năm. Rồi, thì cái tác động của Thủy Tinh nghịch hành á, tại vì Thủy Tinh là cai quản các vấn đề về máy móc, về khoa học kỹ thuật, về cảm xúc, về giao tiếp, về cái việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của cá nhân. Cho nên khi mà Thủy Tinh nghịch hành á, thì chúng ta hay bị rơi vào một cái trạng thái rất là khó diễn đạt cái khó biểu hiện cái bản thân của mình. Mình gặp khó khăn nhiều trong việc giao tiếp và tương tác, không chỉ với thế giới bên ngoài mà còn chính với bản thân của mình nữa. Mình cũng bị gặp cái khó khăn chính với chính cái bản thân của mình nữa. Ví dụ như là mình sẽ hay quên, hoặc là mình sẽ hay mắc phải những cái lỗi mà bình thường không bao giờ mình mắc phải những cái lỗi đó. Rồi cảm xúc thì sẽ lên xuống, mình sẽ hay rơi vào cái trạng thái bị bối rối, bị phân vân, bị không biết mình đang nghĩ cái gì, giống như là bị mất năng lượng, giống như bị tụt năng lượng trong cái giai đoạn Thủy Tinh nghịch hành. Giống như là bạn như một cái cục pin mà bạn cạn hết năng lượng rồi, bạn chỉ còn tí năng lượng như thế này thôi, và cái năng lượng đó nó chỉ đủ để duy trì những cái việc cơ bản của bạn thôi. Bạn không có được đủ năng lượng mạnh mẽ và đầy tràn đầy sức sống để thực hiện những cái việc mà bình thường bạn hay làm. Rồi cảm xúc thì đó, nhạy cảm này, dễ hiểu lầm này, lúc nào cũng cảm thấy hoang mang, quá tải, biểu hiện ra bên ngoài nghĩa là hay cảm thấy ngột thở, hay cảm thấy bị đuối hơi trong lúc mà nói, hay cảm thấy bị đuối hơi. Giống như mình là dạng này, mình đang hay bị Thủy Tinh nghịch hành. Và không, mà cái lần này là lần mình bị ảnh hưởng nhiều nhất trong năm nay và trong tất cả các năm trước. Nói chung là từ trước khi mà mình chưa biết Thủy Tinh nghịch hành là cái gì á, thì mình cũng có nhận ra một vài điểm đặc biệt. Nghĩa là có một những cái thời gian nhất định á, mình sẽ cảm thấy bản thân mình hay bị mơ hồ và hay bị hiểu lầm, hoặc là làm sai những cái việc rất là nhỏ nhặt. Mình là cung sử nữ, mình rất là cầu toàn, thì bình thường những cái việc đó mình sẽ không sai đâu. Nhưng mà trong một số cái giai đoạn nhất định á, thì mình hay gặp phải những cái vấn đề như vậy. Rồi trong năm nay thì từ khi mà mình biết đến Thủy Tinh nghịch hành, không phải là mình đổ lỗi cho Thủy Tinh nghịch hành, nhưng mà từ khi mình biết đến thì mình cũng thông cảm cho bản thân mình hơn. Trước đây thì khi mà mình phạm phải lỗi lầm á, thì mình sẽ rất là hay tự trách bản thân mình. Nhưng mà từ khi mình biết đến Thủy Tinh nghịch hành thì mình cũng thông cảm là không hẳn là do mình cố ý, cố tình mà làm tác động chung, thì mình cũng phải chịu. Và mình nói chung là mình có một cái nhìn dễ dãi với bản thân mình hơn một chút. Rồi thì trong năm nay á, cái đợt Thủy Tinh nghịch hành lần này là cái đợt mà mình bị tác động lớn nhất, nhiều nhất, ảnh hưởng không những đến cái nội tâm, cái suy nghĩ của mình, mà còn ảnh hưởng đến những cái biểu hiện ra ngoài của mình luôn. Ví dụ như là trong việc mà đọc tarot cho các bạn á, thì các bạn có thể thấy là dạo gần đây, những cái clip gần đây của mình á, mình nói không có được suôn sẻ nhiều lắm, và mình hay nói với các bạn là u cha Thủy Tinh nghịch hành hay gì đó. Thì thật sự là như vậy, nghĩa là mình nhìn cái lá tarot á, mình có thể cảm nhận được rất là nhiều, nhưng mà cái việc mình lựa chọn từ ngữ, hoặc là cái việc mà mình sắp xếp được câu chữ ở trong đầu để mà nói ra, thì nó lại gặp khó khăn, và mình không thể nói một cách bài bản và trơn tru như những cái clip khác được. Thì vô tình mình trao đi những cái thông điệp mà làm cho người nghe là các bạn sẽ cảm thấy mơ hồ và khó hiểu, cái không biết con này đang nói gì, ta nó giải cái gì ta. Đại loại là vậy. Rồi thì ngoài về mặt diễn đạt và cảm xúc, thì về mặt khoa học kỹ thuật, như lúc nãy mình nói, Thủy Tinh cũng là quản lý về mặt khoa học kỹ thuật, thì các bạn sẽ gặp những cái vấn đề về máy móc, thiết bị điện tử, giống như là đồ kỹ thuật của các bạn sẽ hay bị hư, hay bị hỏng, đồ điện tử hay bị hư, hay bị hỏng, hoặc là email mà tưởng đâu là bấm gửi đi rồi, nhưng cuối cùng lại là chưa gửi đi mà nó còn nằm trong outbox. Rồi nói chung, hoặc là các bạn book phòng khách sạn, book vé máy bay, nó gặp vấn đề trục trặc gì đó mà các bạn phải
phải làm lại, tưởng như đã được rồi nhưng không, sau đó phải làm lại. Tại vì trong cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành đó là cái giai đoạn mà có rất là nhiều cái việc, cái task nhỏ nhặt mình phải làm lại, thực hiện lại, vì mình tưởng nó đã xong rồi, đã hoàn thiện rồi, nhưng cuối cùng nó lại thiếu một cái gì đó, nó bị miss một cái gì đó mà khiến cho mình phải làm lại, thực hiện lại, redo it again, kiểu như vậy. Những cái biểu hiện rõ ràng nhất trong việc thủy tinh nghịch hành như lúc nãy mình có nói đấy là mình sẽ hay quên nè, quên vào ngày giờ tháng này, hay gặp trục trặc trong vấn đề kỹ thuật công việc hay booking nè. Ví dụ như bạn có một cái task nào đó mà sếp giao cho bạn đi, thì bạn thực hiện, bạn tưởng như bạn đã thực hiện xong rồi, nhưng mà thật ra là bạn chưa thực hiện xong, tại vì sếp giao cái task đó có 5 yêu cầu thì bạn bị miss thông tin, hoặc là bạn nghe nhưng mà bạn không tiếp nhận được đầy đủ, bạn không hiểu một cách rõ ràng về cái task đó, thì bạn chỉ làm được 3 yêu cầu thôi, còn 2 yêu cầu thì không làm được, hoặc là chưa làm, tại vì bạn không biết là có 2 yêu cầu đó. Nói chung là sẽ hay bị gặp cái vấn đề lỗi nhịp với nhau ở trong vấn đề liên lạc, ở trong vấn đề giao tiếp, ở trong vấn đề nói chuyện, ở trong vấn đề đọc hiểu, nghe hiểu, thì sẽ hay bị lỗi nhịp với nhau như vậy. Rồi khó diễn đạt bản thân nè, như lúc nãy mình ví dụ về cái việc đọc tarot của mình ha. Rồi việc ký kết hợp đồng, ký kết giấy tờ nó cũng gặp vấn đề, nó cũng gặp khó khăn. Rồi bạn phải thường xuyên làm đi làm lại những cái việc nhỏ nhặt, tưởng như là dễ, làm búng tay một cái là xong, bình thường làm búng tay làm xong, nhưng mà cuối cùng bây giờ lại không thể hoàn thiện được. Rồi đặc biệt một cái chuyện mà lúc nó có liên đến cái chuyện twin flame, đó là khi mà trong giai đoạn thủy tinh nghịch hành, những cái cảm xúc của bạn nó bị trào dâng lên rất là nhiều, và nó khơi gợi cho bạn rất là nhiều về những chuyện cũ đã qua, đặc biệt là người yêu cũ, đặc biệt là mối quan hệ kết nối với twin flame. Nói chung bạn sẽ suy nghĩ, bạn sẽ vô tình bạn phát hiện là mình đang nghĩ về cái chuyện cũ nhiều hơn, bạn sẽ vô tình phát hiện là mình mơ thấy cái người đó, mình mơ thấy người yêu cũ, mình mơ thấy người twin flame của mình, hoặc bạn nghe một cái bài hát và bạn lại vô tình nhớ đến, à đây là cái bài hát mà trước đây hai đứa từng nghe hay gì đó. Nghĩa là mặc dù là bạn và người đó đã chia tay nhau rồi và hiện tại không còn cái cảm xúc gì nữa, nhưng mà cái thủy tinh nghịch hành á, nó khiến cho bạn vô tình nhớ lại, hoặc là bạn ngửi thấy một cái mùi hương rồi, à hình như cái mùi hương này giống cái mùi nước hoa mà trước đây người cũ mình xài. Nó rất là vô tình và bạn không hề cố ý để nhớ đến những câu chuyện đó, nhưng mà cái cảm xúc trong bạn nó giống như nó lừa, nó trỗi dậy tức ghê. Mấy cái nhà đó có thể cùng nhau nổ máy một lần được không ta? Mình sẽ cố gắng nó to hơn nữa. Thì những cái cảm xúc á, nó trỗi dậy giống như là đánh lừa bản thân bạn vậy đó. Nếu như mà trong cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành, bạn có nhớ đến người yêu cũ và bạn muốn liên lạc với người yêu cũ nhiều quá, thì mình khuyên các bạn là nên chậm lại, nên bình tĩnh lại, và nên xem xét lại thật sự cái việc liên lạc đó là do mình thật sự muốn hay nó chỉ là do tác động của thủy tinh nghịch hành mà thôi. Tại vì nó làm cho bạn dấy lên những cảm xúc mà lẽ ra là con tim các bạn đã quên rồi, nó đã qua rồi, đã trải qua rồi, chẳng qua là vô tình thì nó bị dấy lên xong rồi, nó dấy lên lại khiến cho các bạn nghĩ là à mình còn yêu người đó nhiều quá, mình còn thích người đó nhiều quá, cho nên là mình lại liên lạc lại với người đó. Trời ơi, đại loại là có những cái hành động không có bình thường lắm nếu như mà bạn sử dụng tư duy logic. Nói như vậy không phải là thủy tinh nghịch hành lúc nào cũng mang đến điều tiêu cực. Thủy tinh nghịch hành sẽ có những cái điểm tích cực, giống như là trong cái khoảng thời gian mà sau thủy nghịch hành đó, nó sẽ là cái khoảng thời gian mà cái trực giác của bạn được phát triển một cách mạnh mẽ nhất, vô cùng mạnh mẽ, và bạn hãy tận dụng cái thời gian đó để bạn chiêm nghiệm lại những cái sự việc đã và đang diễn ra. Nhờ cái trực giác của bạn, bạn có thể chiêm nghiệm nó với một cái góc nhìn khác. Nếu như bình thường những cái sự việc nó đã qua đó, bạn chỉ nhìn nhận nó với góc nhìn gọi là lý trí, gọi là logic thôi, thì bây giờ trong cái giai đoạn mà thủy tinh nghịch hành, thì bạn có thể chiêm nghiệm nó với cái trực giác
và cái cảm giác của mình, bạn sẽ hiểu và nhìn nhận cái câu chuyện đó dưới một cái ánh nhìn khác, một cái góc nhìn khác. Nó sẽ cho bạn khi mà bạn nhìn một cái sự vật theo một cái góc nhìn khác rồi, bạn sẽ hiểu cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Và khi bạn hiểu cái vấn đề rõ ràng hơn á, thì bạn có thể có được những cái bước tiếp theo, những cái kế hoạch cho tương lai nó được tốt hơn. Rồi không những vậy thì khi mà cái trực giác của các bạn được phát triển mạnh mẽ, nó cũng là cái thời gian tốt để cho các bạn tự tìm hiểu về bản thân mình, tự tìm hiểu về con người mình. Vì nếu như mà các bạn hay nói với mình là mình không biết mình đang thích gì, mình không biết mình đang cần gì, mình không biết mình đang muốn gì, thì hãy tận dụng cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành này. Tại vì cái thủy tinh nghịch hành là cái giai đoạn mà nó sẽ trigger cái trực giác của bạn về hướng cái điều mà bạn mong muốn nhất. Trong những điều mà bạn mong muốn, nếu như bình thường bạn không phân biệt được cái nào là cái bạn thích nhất, thì cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành sẽ là cái giai đoạn khiến cho bạn hiểu ra được cái mình thích nhất là cái gì. Tại vì cái cảm xúc và cái trực giác của bạn nó bị trigger về cái điều mà bạn thích nhất. Bạn có thể biết được mình thích gì nhất, mình muốn gì nhất, mình cần gì nhất. Đó là cái ba cái thứ mà để giúp cho bạn hiểu được chính bản thân mình. Tôi là ai, tôi như thế nào, tôi mang ý nghĩa gì, giá trị gì với cuộc đời. Nghĩa là cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành nó giống như là một cái giai đoạn mà bạn như một cái nhà hiền triết á, mà các bạn có thể tự chiêm nghiệm lại được chính bản thân con người mình, và chính tự chiêm nghiệm lại được tất cả những cái sự việc diễn ra với mình trong cuộc đời mình, thì bạn đều có thể chiêm nghiệm được cái đó. Thêm vào đó nữa, vì khi thủy tinh nghịch hành bạn có cái trực giác phát triển mạnh mẽ nhất, do đó cũng là gọi là nó là một cái cánh cổng telepath, cánh cổng giao tiếp với vũ trụ của các bạn nó cũng được mở ra một cách rộng hơn. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn những cái thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho các bạn thông qua những cái giấc mơ, thông qua những cái con số lặp mà các bạn vô tình gặp phải, thông qua những cái hình ảnh hoặc là những cái hiện tượng, những cái sự vật sự việc mà nó cứ vô tình lặp đi lặp lại một cách thống nhất ở trong cuộc đời, cuộc sống của bạn trong cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành. Thì đó là cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn, và các bạn nhận biết được nó thông qua cái việc trực giác của mình được boost lên, được đẩy lên một cách rất là mạnh mẽ, thì bạn nhận biết được cái điều đó. Thì đó là những cái điểm tích cực mà thủy tinh nghịch hành mang đến. Do đó cái ý nghĩa của giai đoạn thủy tinh nghịch hành này á, nhiều bạn thì cảm thấy lo lắng, mệt mỏi, tại vì giai đoạn thủy tinh nghịch hành nó làm cho bạn bị mất năng lượng, làm cho bạn không thể đi nhanh và tiến nhanh đến các hoạt động mà mình thường muốn và thường làm được. Nhưng mà thật ra nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành. Trước cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành, nó sẽ là một cái thời điểm để cho bạn sống chậm lại và suy nghĩ thấu đáo, giống như là bạn cuộc sống của bạn trôi đi, nó giống như một cái xe chạy băng qua đoạn đường, đúng không? Thì thủy tinh nghịch hành nó giống như cái đèn đỏ vậy á. Bạn đi từ xa, bạn thấy cái đèn đỏ thì bạn phải làm sao? Không lẽ bạn chạy tới sát cái đèn đỏ, bạn mới phanh gấp khít một cái, như vậy thì bạn sẽ rất là dễ té, đúng không? Thì bạn thấy cái đèn đỏ từ xa, thì cái giai đoạn mà trước khi thủy tinh nghịch hành diễn ra sẽ là cái giai đoạn mà bạn giảm tốc độ. Bạn giảm tốc độ đến một cái tốc độ an toàn để bạn vạch ra được những cái điều gì, vạch ra được cái gì mình cần làm, cái gì mình chưa nên thực hiện khi cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành diễn ra. Giống như là trong bạn đi từ xa, bạn thấy cái đèn đỏ ví dụ như 93 giây đi, thì bạn sẽ vạch ra được là mình sẽ dừng đèn đỏ này, mình sẽ tắt máy để bảo vệ môi trường. Trong lúc mình tắt máy đó thì mình có thể lấy điện thoại ra, mình nhắn cho người nhà mình một cái tin là con đang về đây, chờ cơm con nhé hay gì đấy. Rồi còn nếu như mà bạn thấy cái đèn đỏ nó chỉ là mười mấy giây thôi, thì 12 giây thôi, thì bạn nghĩ là 12 giây thì mình không nên tắt máy, mà mình có thể đứng chờ một chút. Nghĩa là sẽ là cái khoảng thời gian mà bạn vạch ra được là mình nên làm gì, không nên làm gì khi mà thủy tinh nghịch hành chính thức diễn ra. Sau khi thủy tinh nghịch hành kết thúc thì sẽ là cái khoảng thời gian mà đèn chuyển xanh và bạn bắt đầu tăng tốc lên để đi về phía trước. Thì khi cái giai đoạn tăng tốc lên cũng là cái giai đoạn bạn tăng tốc một cách theo quán tính, một cách tăng dần, chứ không phải là đùng một cái bạn lên ngưỡng 100 km/h xong rồi bạn phóng cái èo đi thì sẽ bị công an bắt, đúng không? Thì cái giai đoạn mà hậu thủy tinh nghịch hành á, thì sẽ là cái giai đoạn mà bạn dần dần lấy lại cái năng lượng, tăng tốc dần hơn,
để hướng đến những cái mục tiêu của mình. Tuy nhiên cái giai đoạn nó chưa phải là cái giai đoạn mà bạn thực hiện những cái chuyển đổi một cách mạnh mẽ và khác biệt ngay lập tức trong giai đoạn đó. Thì nói tóm lại, thủy tinh nghịch hành nó giống như là một cái đèn đỏ vậy đó, một cái đoạn giao điểm, một cái ngã tư. Ở đó có một cái đèn đỏ, bạn đi từ xa bạn thấy đó, bạn phải chuẩn bị bạn dừng. Trong cái lúc bạn dừng đèn đỏ, có thể bạn sẽ gặp người quen, hello, lâu ngày không gặp. Bạn sẽ gặp lại những câu chuyện mà bạn đã từng thấy trước đó, hoặc là bạn sẽ nhờ dừng đèn đỏ mà bạn nhìn thấy là ở cái vỉa hè này, ở cái góc ngã tư này có một cái bà bán bánh rán rất là ngon và mình rất là thích, hoặc là người nhà mình rất là thích, mình có thể mua cái bánh này ở đây, hoặc là mình thấy một ông lão hay bán vé số ở đây thì mình có thể làm từ thiện, mình có thể mua cái vé số đó. Nói chung nó sẽ là một cái giai đoạn để cho bạn từ từ bình tĩnh lại, xem xét lại mình đang có gì, mình đang như thế nào, mình nên như thế nào, mình thật sự muốn gì, mình thật sự thích gì, rồi cho bạn xem xét lại là suốt cái hành trình, cái quãng đường trước khi mà bạn gặp cái đèn đỏ đó thì bạn đã đi qua như thế nào rồi, và bạn biết được là bây giờ mình đã đi được 2/3 hay một nửa chặng đường gì rồi, thì bây giờ mình nên đi thẳng tiếp hay là mình nên rẽ phải đi đường tắt đi về. Có rất là nhiều option để cho bạn lựa chọn khi mà các bạn gặp giao điểm crossroads ha. Thì sau khi thủy tinh nghịch hành diễn ra và hậu thủy tinh nghịch hành đến sẽ là cái lúc mà bạn tăng tốc lên và bạn nhắm đến cái mục tiêu. Trong cái quá trình mà bạn dừng lại đó, bạn đã suy nghĩ về cái mục tiêu đó rồi, thì bây giờ chỉ còn là bạn nhắm thẳng mục tiêu và bạn đi tiếp thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái giai đoạn thủy tinh nghịch hành. Đá lại một chút về chuyện twin flames thì cũng như vậy, thủy tinh nghịch hành nó sẽ là cái giai đoạn mà bạn sẽ nhớ đến cái người twin flame của mình một cách quằn quại, một cách gọi là nhớ điên đảo, đông nhất người, hoặc là bạn cảm thấy người đó một cách rõ ràng nhất thông qua những cái giấc mơ, thông qua những cái biểu hiện về mặt vật lý physical của mình. Thì lời khuyên cho các bạn ở trong cái giai đoạn này là mình nhớ thì mình cứ nhớ, nhưng mình hãy giữ những cái suy nghĩ và những cái nỗi nhớ đó ở trong lòng. Không nên action gì trong giai đoạn thủy tinh nghịch hành cả, tại vì lúc đó bạn bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Nếu như hậu thủy tinh nghịch hành mà cái suy nghĩ của bạn vẫn còn vương vấn ở người đó rất là nhiều, vẫn còn bạn thấy được những cái cơ hội, hoặc là bạn thấy được những cái cánh cửa, cái bước đi tiếp theo, con đường tiếp theo cho mối quan hệ của hai bạn, lúc đó bạn hẳn liên lạc. Tại vì đó sẽ là một cái khoảng thời gian mà có sự những cái quyết định hành động của bạn, nó có sự tham gia cả về mặt của lý trí, thì lúc này những cái hành động nó có đầy đủ về mặt cảm xúc, về mặt tâm linh và cả mặt lý trí nó cùng nhau nó thực hiện á, thì cái quyết định đó nó gọi là nó sẽ thường là đúng đắn hơn, và nó hạn chế được cho bạn những cái việc, những cái sự hối hận về sau trong tương lai. Và một cái nữa là đối với những cái cặp đôi twin flame á, thì khi một năm thì có tới 3 lần thủy tinh nghịch hành, cho nên đó là lý do mình nói là cái cặp đôi twin flame á, cho dù có chia tay nhau rồi á, thì vẫn bị kết nối với nhau rất là nhiều. Ngày thường kết nối với nhau đã mạnh mẽ rồi, đến thủy tinh nghịch hành kết nối với nhau càng mạnh mẽ hơn nữa. Do đó yêu cầu những cặp đôi twin flame phải có cái sự mạnh mẽ ở trong cái tâm hồn của mình, phải là một cái linh hồn mạnh mẽ thì mới có thể sống được với chỉ một nửa, nghĩa là một nửa là ở đây, còn một nửa thì ở bên đối phương mất rồi. Thì có rất là nhiều người không thích mối quan hệ twin flame, tại vì nó mang lại quá nhiều đau khổ, nó trigger lên quá nhiều nỗi đau, mà đa số là cái trái ngọt mà nó được hưởng á, nó cũng xen lẫn cái vị đắng nữa. Nhưng mà riêng bản thân mình á, thì cảm thấy cái mối quan hệ twin flame là một mối quan hệ rất thú vị. Cũng có thể là do mình không có twin flame, hoặc là mình chưa biết là mình có twin flame, mình chưa nếm trải những cái những cái đau khổ đó thì mình nghĩ nó thú vị. Nhưng mà vũ trụ luôn có sự công bằng và cân bằng. Nếu như mà họ thử thách các cặp đôi twin flame nhiều như vậy thì
thì chắc chắn khi mà Twin Flame ở kiếp nào đó mà sau khi đã có thể chữa lành hết tất cả những vết thương và có thể may mắn gặp được nhau thì chắc chắn cái câu chuyện đó sẽ là một cái câu chuyện tình thiên niên kỷ, mình nghĩ là như vậy. Một cái câu chuyện tình sẽ để lại cho con cháu ngàn đời sau ngưỡng mộ nhé. Thì mình thấy thú vị. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe mình nói nhảm gần một tiếng đồng hồ ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn cảm thấy cái video này nó mang lại cho bạn những cái góc nhìn mới mẻ hơn, đa chiều hơn về những gì bạn đã đang trải qua và giúp cho bạn soi xét lại cái mối quan hệ hiện tại bạn đang có là theo cái trường phái nào, trường hợp nào, thì cảm ơn các bạn hãy like và comment dưới phần bình luận chia sẻ với mình biết. Nếu các bạn có biết thêm những cái thông tin nào khác về soulmate này, về twin flame này, rồi về sao thủy nghịch hành này và về tất cả các hiện tượng thiên văn hay là huyền học khác á, thì các bạn hãy comment chia sẻ với mình cho mình biết thêm những thông tin đó, chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức. Cũng như là nếu mà các bạn muốn hiểu biết thêm về một cái hiện tượng nào đó khác, giống như là hợp đồng linh hồn là gì, hay là làm thế nào để thức tỉnh hoặc là phát triển cho cái linh hồn của mình nó được phát triển và thức tỉnh trưởng thành hơn. Nói chung là mình sẽ đặt cái video, những video clip dạng như thế này, chia sẻ như thế này nó vào trong một cái playlist là Soul Healing đi, là chữa lành tâm hồn đi, thì mình nghĩ cái playlist đó sẽ hợp cho những bạn mà đang chưa muốn nghe những cái thông điệp nào từ vũ trụ và chỉ muốn biết rõ thêm về bản chất, về con người mình và về cách chữa lành cho bản thân mình, làm thế nào để có một cái cuộc sống, đời sống tinh thần nó khỏe mạnh, nó vững chắc hơn, thì mình nghĩ cái playlist đó sẽ hợp với các bạn cũng như là hợp với mình. Mình thích chia sẻ như vậy hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn muốn có những cái trải bài cá nhân với mình, hãy liên hệ với mình trên Facebook và Instagram Linh Miu Tarot. Ngoài ra thì hãy follow mình ở trên YouTube này, Facebook, Instagram và TikTok để biết khi nào mình ra video clip mới, cũng như là có thể xem được những cái video clip thông điệp từ vũ trụ ngắn dưới 1 phút của mình dưới định dạng là TikTok hoặc là Shorts hoặc là Reels ở trên Instagram. Rồi, không nói nhiều nữa. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn vui. Bye bye.